Chào quý vị, đó chương trình trực truyền TV. Chuyến thăm Việt Nam của ông Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden và hai bên đã ký kết với nhau để mà nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 10 tháng 9 năm 2023 tại Hà Nội. Đó là một cái sự kiện rất là đặc biệt. Chúng ta thấy rằng chưa bao giờ trong lịch sử mà quan hệ của nước Mỹ và đã nâng cấp với một cái đối tác, gọi là nâng lên cái tầm chiến lược, và đối tác đó là một cái đất nước cộng sản. Và đặc biệt hơn thì cái việc ký kết đó là lại diễn ra tại ở phương Đông, tại Hà Nội, và lại tại trong một cái tòa nhà gọi là Trung ương Đảng của Cộng sản Việt Nam, và ký kết với một người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng. Thì những cái tin tức đó và cái hình thức nó diễn ra như vậy, nó đã làm tốn rất là nhiều các cái giấy mực của phương Tây. Ngay tại ở Mỹ người ta cũng đã bàn luận rất là nhiều, và đến bây giờ thì người ta coi rằng đó là một cái chuyện tất yếu, đó là một cái chuyện bắt buộc phải diễn ra, bởi vì những cái động thái của phía bên chính quyền ông Joe Biden cho thấy rằng một lần nữa nước Mỹ đã công nhận cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái vị trí gọi là tối cao của người tổng bí thư đó là ông Nguyễn Phú Trọng, cũng như là cái cung cách điều hành là theo hệ thống là Trung ương Đảng rồi Bộ Chính trị của Việt Nam. Và Đảng Cộng sản Việt Nam là quản lý toàn bộ, coi như là căn cứ theo cái điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì có thể nói rằng trước giờ đó những người mà nhân danh đấu tranh dân chủ nhân quyền, hay là những người chống cộng cực đoan, hay là những cái đài báo Việt ngữ ở tại hải ngoại có cái thái độ gọi là thù địch với Việt Nam, hay là thái độ mà gọi là không thân thiện với chính quyền của Việt Nam, thì lúc nào cũng đem ra những cái vấn đề để mà đe dọa và đặt là muốn cản trở cho cái quá trình mà kết nối giữa Việt Mỹ. Họ cứ nói về vấn đề nhân quyền, họ cứ nói về vấn đề là làm sao mà Việt Nam phải có những cái việc mà phải cải tạo, cải tổ về vấn đề nhân quyền, nhưng mà nếu không đó thì sẽ không có được mà quan hệ Việt Mỹ. Thí dụ như trước cái chuyến đi của ông Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam thì cũng có một số các cái tổ chức gọi là phi chính phủ, những cái tổ chức nhân quyền, rồi một vài những cái cá nhân nằm trong các cái chính quyền, cụ thể là trong cái dân cử của Hoa Kỳ, cũng là lên tiếng này lên tiếng khác là yêu cầu chính quyền của ông Joe Biden phải cài đặt vào những cái điều kiện yêu cầu Việt Nam phải thay đổi. Thậm chí là họ nói là yêu cầu Việt Nam phải thả, họ đưa ra cả một cái danh sách làm những cái tù nhân mà cần phải thả nữa. Thí dụ như nói về tự do báo chí, tự do về tín ngưỡng, tự do về phát ngôn gì đó, và họ tự dựng lên và đưa cái danh sách nói rằng là những người làm báo chí, làm truyền thông gì đó lên tới 40 người mà yêu cầu thả. Trong khi đó thì chúng ta thấy biết rằng họ là những người blogger, hay là họ là những người cá nhân, nhiều khi cũng là lên trên mạng hoặc là sử dụng mạng xã hội để mà bị chính quyền, sau đó thì bị chính quyền của Việt Nam bị truy tố về rất là nhiều các cái tội khác nhau. Nhưng mà cuối cùng thì sao, tất cả những cái hoạt đó, tất cả những cái điều kiện gọi là dân chủ nhân quyền, yêu cầu thay đổi này, yêu cầu cài đặt kia, để mà muốn cản trở cái chuyến viếng thăm Việt Nam chính thức, cũng như là cái việc nâng cấp của Việt Mỹ, thì coi như là hoàn toàn thất bại, hoàn toàn là bị chính quyền của ông Joe Biden gần như là bỏ ngoài tai. Chúng ta thấy rằng cả một cái chuyến đi của ông Joe Biden đến Việt Nam gần như không có nói gì, không có một cái hoạt động nào về vấn đề nhân quyền. Nó không có cả những cái biểu hiện giống như là một vài các cái tổng thống trước kia. Thí dụ như ông Tổng thống Obama đến Việt Nam cũng còn gặp những cái nhóm mà gọi là hoạt náo dân chủ, những cái nhóm mà gọi là dân chủ cùi, những cái nhóm mà gọi là xã hội dân sự gì đó. Nhưng mà đến ông Joe Biden thì không. Người ta đổ thừa rằng là ông Joe Biden đến Việt Nam đó là vì thời gian quá ngắn cho nên là không đủ sức để mà làm những cái chuyện đó. Tuy nhiên thì chúng ta đã biết rồi, là bởi vì vấn đề nhân quyền là một vấn đề nhạy cảm, và đó là một vấn đề mà người ta cho rằng nó nhỏ, nó không có phải là vấn đề mà lớn giống như là những cái kẻ mà đấu tranh dân chủ nhân quyền hay chống cộng cùi đó, hay chống cộng cực đoan cứ mong muốn rằng đó là phải vấn đề tiên quyết. Thật ra thì đối với cái nhân quyền của Việt Nam thì nước Mỹ lúc nào, năm nào họ cũng có những cái báo cáo nhân quyền. Có năm thì họ đánh giá rằng là hạn chế chỗ này còn thiếu sót chỗ kia.
Nhưng mà nhìn chung thì năm nào họ cũng nhìn nhận là Việt Nam có cái tiến bộ về nhân quyền. Và trong phạm vi quốc tế thì chúng ta đã thấy rằng Việt Nam đi vào quan hệ với tất cả các nước. Và năm 2023, năm 2025, Việt Nam còn đang giữ một cái nhiệm kỳ là ủy viên trong cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Đó là một cái điều mà đã được ghi nhận, mà đây không phải là lần đầu tiên. Đây là lần thứ hai, thứ ba gì rồi. Và ngay cả ở trong nước thì chúng ta thấy rằng là người dân đó họ có rất là nhiều những cái quyền về quyền tín ngưỡng, quyền đi lại hay tất cả những cái quyền mà tự do ngôn luận. Thật ra những người mà bị bắt mà lên những cái tiếng nói hay là chống chính quyền đó, bị cáo buộc rằng là tuyên truyền chống chính quyền hay là vi phạm vào các cái điều luật mà ở phía Việt Nam diễn ra, những người mà chống cộng thì họ nói rằng đó là những cái điều luật cần phải thay đổi. Thí dụ điều 331, điều coi như là điều 117 chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều đó thì họ cho rằng là nó mơ hồ. Nhưng mà ở trong nước thì những người mà bị cái tội đó đó cũng đếm trên đầu ngón tay là rất là ít. Tại sao khi mà cả một 90 triệu dân, 100 triệu dân người ta không có vi phạm mà chỉ có rất ít những người vi phạm những cái điều đó. Mà đa phần trong cái số họ đó là những người đã từng có tiền án hay là tiền sự. Nghĩa là sao? Nghĩa là họ đã bị nhắc nhở nhiều lần, đã bị phạt hành chính rồi nhưng mà họ vẫn tái phạm. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng hoàn toàn có cái ý đồ không phải là vấn đề mà muốn đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, mà là muốn lợi dụng dân chủ nhân quyền để mà kích hoạt, kích động nhằm để chống chính quyền. Đó là theo như cái cáo buộc của phía bên chính quyền là họ nói như vậy. Thì tất cả những cái điều đó đó có lẽ là nó lọt vào trong mắt của cái người Mỹ, mặc dù là bị tố cáo, bị la lối dữ dội, nhưng mà người Mỹ họ thừa biết là ở Việt Nam là bây giờ nâng lên là đối tác chiến lược toàn diện, tức là một người bạn thân thiết rồi. Và một cái người bạn mà có quá nhiều các cái sự khác biệt, một cái đảng cộng sản lãnh đạo, một cái cơ chế không phải là tam quyền phân lập mà rạch ròi giống như cái nước Mỹ, cũng chả có đa đảng đa nguyên, rồi cái dân chủ thì nước Mỹ thì cũng có những cái dân chủ khác nhau với Việt Nam. Thí dụ như những người mà dân chủ đó họ cứ nói rằng là ở Việt Nam cần phải làm như Mỹ, cho chửi nhau thoải mái, cho thậm chí là lên mạt sát với nhau, nhục mạ lẫn nhau, lên trên mạng có thể là tấn công nhau thoải mái trên mặt báo rồi luôn. Còn nếu mà mấy anh cảm thấy là bị nhục, mấy anh cảm thấy mà bị thiệt hại thì mấy anh đi thưa, và thưa thì chỉ là được thưa dân sự thôi chứ không có trừng trị hình sự gì cả. Cái xã hội mà cứ cho nó loạn lên như vậy mới gọi là dân chủ, hoặc là ra ứng cử phải tự do, phải lập bè lập đảng lập phái, rồi nâng bốc với nhau, rồi dầm súng với nhau, chụm nhau cái thế mạnh để mà tấn công những người khác, nhục mạ những người khác, chà đạp hoặc đối thủ để mà cho nó đối thủ xuống bùn rồi để mình ngôi lên thì mới gọi là dân chủ. Thì tất cả những cái điều đó bây giờ nước Mỹ cũng thấy rằng ở Việt Nam thì một nước cộng sản, một nước đơn đảng, và họ làm như vậy thì bây giờ họ kết hợp, đây là một cái vấn đề mới, một vấn đề rất là đột phá. Và qua cái chuyến đi của ông Joe Biden đến Việt Nam thì ngay sau đó một tuần thì chúng ta thấy rằng người đứng đầu chính phủ của Việt Nam đi đến Hoa Kỳ và gọi là để họp của Liên Hợp Quốc, cái kỳ họp lần thứ 78. Tuy nhiên thì chuyến đi của ông Thủ tướng của Việt Nam thì hoạt động ở Hoa Kỳ rất là dày đặc. Có thể nói rằng cái cường độ làm việc rất là dữ dội và gặp rất là nhiều các cái giới chức, gặp rất là nhiều những cái coi như là những cái nhà đầu tư, những cái doanh nghiệp, rồi tạo ra, mở ra những cái con đường để mà làm ăn. Nói chung là tìm kiếm những cái cơ hội, và đó là cái hoạt động nó cảm thấy nó thoải mái hơn rất là nhiều. Nghĩa là sao? Nước Mỹ vẫn công nhận Việt Nam thì bây giờ cái việc mà Việt Nam đi sang nước Mỹ cũng là cái chuyện rất là bình thường và được chào đón rất là rõ ràng. Không có cái vấn đề mà đặt ra là dân chủ nhân quyền dữ dội như là cái đám dân chủ cũ họ mong muốn. Và ngay khi mà cái chuyến đi của ông Phạm Minh Chính đến Hoa Kỳ cũng vậy, nhiều cái đài báo Việt ngữ hải ngoại hay những cái tổ chức mà chống cộng đó, rồi đám mà chống cộng cực đoan thì cũng nhảy lên hô hào rất là dữ dội, nói là bây giờ Việt Nam với Mỹ mà ký kết rồi, lúc trước lúc ký kết thì họ nói là đừng ký kết, phải nên có dân chủ nhân quyền, phải cài đặt điều kiện A điều kiện B. Nhưng mà một khi ký kết rồi thì họ lại đặt cái vấn đề là ôi ký kết rồi là cái dây thòng lọng cho Việt Nam, rồi ký kết rồi là Việt Nam thế nào cũng phải thay đổi, chắc chắn 100% Việt Nam phải đa nguyên đa đảng, Việt Nam phải có bầu tử tự do, vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản không còn nữa các thứ. Họ nói là phải thay đổi chính trị dữ dội lắm,
bắt buộc phải phải thế này thế kia, rồi nào là phi quân sự quá gì đảng phái gì đủ thứ chuyện hết. Họ nói giống như đúng rồi, họ nói giống như là Việt Nam bắt buộc phải thay đổi theo Mỹ, đã chơi với Mỹ gọi là như vậy rồi thì phải 100% không có vấn đề của Đảng Cộng sản nữa. Thì chúng ta thấy rằng cái vụ này nó mắc cười. Mắc cười ở cái chỗ đó là trong cái chuyến viếng thăm Việt Nam thì lần này về mặt hình thức chúng ta thấy rằng người Cộng sản người ta rất là thành công. Đây là cái điều mà chúng ta nói không phải là tâng bốc cho cái chính quyền Việt Nam hay là cái vị thế gì cả, mà rõ ràng chính quyền của ông Joe Biden đang rất là yếu thế. Nhiều người với Đảng Cộng hòa cũng nói như vậy. Họ nói rằng là chính quyền ông Joe Biden đã phải bỏ qua hết tất cả những cái nguyên tắc. Trước đây thì nước Mỹ nói rằng không nói chuyện với những người đứng đầu đảng phái, thì bây giờ lại nói chuyện với người đứng đầu nội đảng phái, thậm chí là như vậy không mà còn ký kết với người đứng đầu đảng phái. Đó là Đảng Cộng sản, rồi còn phải ký kết ngay tại trong cái trung tâm, tức nghĩa là cái nhà Búa Liềm nữa, tức nghĩa là cái nơi mà trụ sở trung ương đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái điều đó cho thấy rằng nước Mỹ hoàn toàn thừa nhận chẳng những là hiến pháp không, mà thừa nhận luôn cái vị trí vai trò cái cơ cấu chính trị. Và không những gặp ông Tổng Bí thư không, mà còn gặp hết toàn bộ cái bộ máy, tức là tứ trụ triều đình của Việt Nam. Cái điều này cũng thể hiện rất là rõ là nước Mỹ là không có cản trở vấn đề dân chủ nhân quyền gì cả. Là gặp thí dụ như chúng ta thấy rất là rõ là ông Tổng thống là cái người đứng đầu chính phủ. Ông Tổng thống cũng là người gọi là đại diện quốc gia với cái vai trò là nguyên thủ quốc gia. Thì cái việc mà hai người mà ông Tổng thống phải gặp đó là ông Chủ tịch nước của Việt Nam, nếu mà tính tới tương đương. Và cái người thứ hai là cái người Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đó là ông Võ Văn Thưởng và ông Phạm Minh Chính. Ở đằng này thì ngoại trừ gặp ông Nguyễn Phú Trọng ra, ông gặp hai cái người mà chúng tôi vừa nhắc ra, thì còn gặp luôn ông Vương Đình Huệ. Vương Đình Huệ là cái người gọi là đứng đầu của Quốc hội Việt Nam. Hồi trước tới giờ thì có luận điệu của cái đám dân chủ cùi đó, hay là luận điệu của những người mà chống cộng cực đoan cứ luôn nói là Quốc hội Việt Nam là quốc hội mà tự tạo dựng đảng cử dân bầu quốc hội không có ý nghĩa, không đại diện dân gì, không được dân ứng cử bầu cử gì, họ nói lung tung. Thì cái việc mà ông Joe Biden đến thăm rồi đến gặp gỡ và đến tiếp xúc cũng như là gọi là hội kiến đó thì cho thấy rằng nước Mỹ một lần nữa là công nhận luôn cả Quốc hội Việt Nam, nó thể hiện rất là rõ những cái điều như vậy. Về mặt hình thức có thể nói rằng cái chuyến đi của ông Joe Biden đến Việt Nam nó khẳng định cái sự tổ chức, cái sự sắp xếp và những cái diễn biến diễn ra đó là một cái sự thành công, một sự thắng lợi vô cùng to lớn của Việt Nam khi mà xác định cái vị thế của mình, xác định cái cơ cấu bộ máy chính trị của mình được chính phủ Mỹ họ thừa nhận rất là rõ ràng. Và một cái sự ký kết như vậy mà nó sẽ mãi lưu truyền sau này luôn. Rồi cái chuyến đi của ông Joe Biden, của ông Phạm Minh Chính đến Hoa Kỳ cũng vậy, cũng không có vấn đề gọi là dân chủ nhân quyền hết. Thì những cái điều mà họ đưa ra đó là họ mơ hồ, họ nói về cái việc mà Việt Nam phải thay đổi đó. Thật ra thì những người mà chống cộng ở hải ngoại đó, nhất là những người chống cộng cực đoan, rồi trong đó được cổ xí bởi một số những cái YouTuber, một số những cái truyền thông Việt ngữ các thứ, thì lúc nào nó cũng muốn thay đổi thể chế Việt Nam, lúc nào cũng muốn là đa nguyên đa đảng. Rồi có nhiều đảng phái lên rồi thích mà xông vào để mà chửi bới lẫn nhau các thứ. Những cái điều đó thì như thế nào? Bởi vì không có còn cách nào khác đó. Chỉ có cách như vậy thôi họ mới có thể lao về được, họ mới có thể lập đảng, lập nhóm, rồi họ có thể là chen chân được. Chứ còn nếu như mà giữ bây giờ đó, Việt Nam mà cứ khép kín như vậy thì những cái cơ hội đó chỉ dành cho những người trong nước thôi. Những người trong nước mà phát triển trở thành lực lượng mà coi như là mà được tín nhiệm gì đó thì ta đưa vào Đảng Cộng sản, thì có khi là được phân công, được bổ nhiệm, được ứng cử, được tin dùng thì họ lên chức. Trong cái đó những người ở hải ngoại thì không có cái cơ hội nào hết. Và những người mà ngồi ở trong nước mà chống phá đó, theo cái kiểu là cứ ngồi nó xỉa xói các thứ mà không làm cái gì cả, không có đóng góp gì cả, thì cũng chả bao giờ mà được vào đảng hay không thể nào mà ra ứng cử được. Thì họ cứ mong muốn đó, cái điều đó để mà có cái đa đảng. Và họ cứ mơ rằng nước Mỹ sẽ khó đầu, nước Mỹ sẽ áp lực, nước Mỹ cà rốt, cây gậy gì đó, họ nói lung tung. Nhưng mà rõ ràng đây nó mở ra một cái chương mới. Chương mới là nước Mỹ đang quan hệ với một đất nước Cộng sản và lại thừa nhận cái đất nước Cộng sản, đang tạo cái điều kiện rất là rõ ràng. Chúng ta thấy rằng ông Joe Biden sau khi mà đến Việt Nam thì ông đại sứ của
Hoa Kỳ tại Việt Nam, là ông Mark Dapper cũng đã nói rất là rõ là nước Mỹ ủng hộ cho Việt Nam theo các cái chương trình của Việt Nam. Thí dụ như có mục tiêu rất là rõ ràng là Việt Nam đến năm 2030 là sẽ trở thành một cái đất nước mà có cái công nghệ cao, tức nghĩa là sao? Kỹ thuật số đó, chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Bởi vì cái thời gian rất là gần rồi, bây giờ năm 2022-23 rồi, còn có 8 năm nữa thôi, cho nên 7-8 năm nữa thì cái cột mốc rất là gần. Việt Nam phải có những sự đột phá như vậy để mà thoát ra khỏi cái 7 thu nhập trung bình, nhất là bây giờ đang là trung bình thấp nữa. Thì cái việc mà thoát ra khỏi cái, bây giờ là trung bình, coi như là phải thoát ra khỏi trung bình thấp, trung bình cao, rồi để lên tới cái mức mà trung, coi như là mức phát triển mà có thu nhập cao vào năm 2045. Ông Mark Dapper nói rất là rõ là những cái mục tiêu đó nước Mỹ hoàn toàn là giúp cho Việt Nam để mà thịnh vượng và quan hệ chặt chẽ với Việt Nam. Nhưng mà ai cũng biết được quan hệ giữa Việt Mỹ là quan hệ có lợi của hai bên. Nước Mỹ cũng rất là cần Việt Nam. Và họ nói thẳng rằng Việt Nam là vị trí trung tâm của cái chương trình Ấn Độ-Thái Bình Dương của họ. Không phải là cái chuyện đơn thuần mà nước Mỹ là đi hợp tác và lại đi sốt sáng như vậy. Ông Joe Biden phải lặn lội từ cái bên Ấn Độ là gấp rút để đi qua Việt Nam trong vòng một ngày trời, 24 tiếng đồng hồ mà làm bao nhiêu các công việc. Mà những cái việc quan trọng không, mang chất lịch sử quan hệ giữa hai nước. Rồi ông Mark Dapper cũng có nói rất là rõ rằng là giúp cho Việt Nam hay là hợp tác với Việt Nam vì những cái mục tiêu đó. Và những cái mục tiêu đó là những mục tiêu rất là rõ ràng. Và cái chuyến đi của ông Phạm Minh Chính đến Hoa Kỳ cũng vậy. Cũng thể hiện rằng ông Phạm Minh Chính tiếp xúc với những cái công ty công nghệ cao và cũng hứa hẹn là mở ra những cái hợp tác để tìm kiếm những cái cơ hội và kêu gọi những cái đầu tư trong cái lĩnh vực đó cho Việt Nam. Hoặc là ông Mark Dapper cũng có nói rằng là giúp cho Việt Nam, hợp tác với Việt Nam để mà biến đổi, chuyển đổi cái cơ cấu kinh tế sang cái hệ xanh sạch đó. Chúng ta đã biết cái điều đó rồi. Bởi vì chính Việt Nam đã cam kết ở cái hội nghị COP26 khi mà xác định rất là rõ ràng là Việt Nam sẽ đưa cái ô nhiễm đó, hay là đúng là cái CO2, COC, CO á, làm cái carbon á, là đi về các mức là không vào năm 2050. Đó là những cái sự cam kết có cái lộ trình rất là rõ ràng. Và để làm như vậy đó, thì có lẽ là những cái ngành mà gọi là năng lượng, mà năng lượng sạch xanh, thì bây giờ phải bắt tay vào để mà đầu tư và lần lượt thay đổi để mà hoàn toàn thay thế đến cái thời điểm năm 2050 là Việt Nam trở thành một cái đất nước sạch xanh, một cái đất nước mà còn mang cái tính chất nó là thời đại mới, cộng với công coi như là kỹ thuật số và có những cái ngành mũi nhọn để mà nó kéo toàn bộ cái nền kinh tế lên. Nó cần phải có những cái tập đoàn mang tính chất chiến lược. Và rõ ràng ai cũng biết rằng Việt Nam hiện giờ đang rất muốn và Mỹ cũng sẽ muốn đầu tư vào trong Việt Nam để mà Việt Nam trở thành một trong những cái nước cung ứng liên quan các cái chất bán dẫn. Đó mới là cái vấn đề. Nước Mỹ hồi trước tới giờ thì họ có lệ thuộc vào Trung Quốc một phần, rồi bây giờ họ lệ thuộc vào ở bên Nam, coi như là Đài Loan nữa. Bây giờ thì quan hệ Việt Nam, nếu như Việt Nam có thể mở rộng và đẩy mạnh cái việc đó, nghĩa là sao? Nó đa dạng hóa và Việt Nam trở thành chủ động hơn. Trong khi đó thì nước Mỹ họ nhìn thấy Đài Loan là như thế nào? Chắc chắn họ biết rằng Đài Loan luôn luôn bị Trung Quốc là nó trước sau thì người ta cũng sẽ thôn tính, bởi vì họ luôn tuyên bố rằng Đài Loan là của họ. Và nước Mỹ đó thì bây giờ thì đi vào cái chỗ là tự thân để mà sản xuất ra đối với những cái lĩnh vực này và chủ động trong cái việc mà chất bán dẫn. Rồi chính quyền ông Joe Biden vừa rồi tháng 10 năm 2022 đã ra những cái luật lệ cấm đón các cái công ty của Hoa Kỳ chuyển giao những cái công nghệ cho, nhất là trong cái ngành bán dẫn, cho Trung Quốc, nghĩa là làm kiềm chế cái sự phát triển của Trung Quốc. Trong khi đó thì nước Mỹ lại đang đi hợp tác với Việt Nam, đang mở ra những cái lộ trình, các cái giới chức của Hoa Kỳ đang đưa ra rất là nhiều các hứa hẹn. Tuy nhiên thì từ cái chỗ mà cam kết, ký kết và đi đến cái việc thực hiện nó còn cả một lộ trình. Chúng ta trở lại cái vấn đề mà nói về cái nền dân chủ nhân quyền, thì rõ ràng là chúng ta thấy toàn bộ những cái vấn đề này là nước Mỹ bây giờ là vì cái lợi ích của nước Mỹ, vì cái lợi ích của người dân Hoa Kỳ, vì cái chính quyền của Hoa Kỳ, cho nên là nước Mỹ đã có những cái sự hợp tác rất là chặt chẽ với Việt Nam. Một số
Nhưng mà khổ nổi là những cái đám mà dân chủ cuội hay là cái đảng phái mà chống cộng nó không có dám chửi chính quyền Hoa Kỳ, nó không có dám chửi chính quyền Mỹ hiện giờ là tại sao lại lại đi quan hệ như thế này như thế kia. Chỉ đâu đó chỉ còn thỉnh thoảng lác đác gì đó những cái lời nói mà nó chất rất là lạc lõng của những cái cá thể thì họ nói cũng ít rồi ai nghe. Họ nói rằng là nước Mỹ là vì cái chiến lược, trọng cái chiến lược hơn cho nên là đã bỏ qua những cái vấn đề cốt lõi như là nhân quyền, nhân quyết. Thật ra thì cái cốt lõi nhân quyền đó thì là họ tưởng tượng ra và họ làm trầm trọng lên, họ đã để mà họ nói với Việt Nam, mà thực chất là họ muốn cản trở cái quan hệ giữa hai nước. Đó là cái điều mà chúng ta muốn trao đổi ngày hôm nay và sẽ trả lời quý vị trong chương trình tới. Vì nước Mỹ Việt Nam mà thăng tiến được là bởi vì họ muốn cái việc mà mang lại cái ấm no hạnh phúc, cái thịnh vượng chung của hai nước và cái ổn định trong các khu vực, cái đó mới là cái quan trọng. Chứ không phải là những cái cụi cụi như là dân chủ, nhân quyền hay là những đề mà chửi qua chửi lại, vấn đề mà bầu cử bầu kiết gì. Thật ra là bầu cử mà đa đảng đa nguyên theo kiểu Mỹ đó cũng không phải là cái vấn đề tốt. Chúng tôi sẽ có những cái chương trình riêng để mà nói về cái nói sâu hơn về cái mảng đó. Hôm nay thì tạm dừng tại đây. Chúc quý vị một ngày thật vui.